Bây giờ bên đi chân dịch thì đi với Ti. Đứa con gái thì phải dầm mình ở dưới nước kiếm tiền, đứa con trai thì phải ăn nắng kiếm tiền. Cuộc sống nó vất vả gì đó thì ai cũng vậy. Đâu có ai mà muốn được. Ai cũng phải muốn cho mình con mình sung sướng chứ đâu có ai muốn cho con mình cực khổ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Ở trong video clip trước chúng ta xúc động với hình ảnh một cậu bé Bin, một cậu bé 13 tuổi chăn dịch phải hỗ trợ với mẹ của mình để nuôi em của mình. Hình ảnh mà xúc động nhất đó chính là bé Bin ăn một cái bánh canh trong một cái bọc. Có nhiều người nói rằng nếu như là con của họ thì họ sẽ không cho làm như vậy đâu. Họ sẽ không cho đi chăn dịch giống như cuộc sống cơ cực như bé Bin ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà vì thấu hiểu nỗi khổ của mẹ mình nên Bin đành phải chấp nhận tất cả. Rất là nhiều cô bác quý anh chị cho rằng vì sao lại Bin cực khổ như vậy. Hãy tìm hiểu thật hư cuộc sống của gia đình Bin cũng như là mẹ của Bin. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ có được gặp mẹ của Bin để tâm sự về cái cuộc sống hiện tại của gia đình cũng như là hoàn cảnh của bé Bin và các mẹ con ha. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Xin chào chị ha. Chú chào Bin. Con gái tên gì? Ti. Tên Ti ha. À, tên đẹp dễ thương như thế này. Chị hôm nay là bao nhiêu ngày rồi mình xuống thăm Bin chị ha? Cũng không nhớ mà chỉ nhớ từ bữa giờ xuống thăm được 4 lần. 4 lần rồi. Chị tên gì? Tôi tên Thúy. Chị Thúy ha? Thúy Lượm. À, chị Thúy là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 48. 48. Em nghe Bin nói là Bin tới 5 anh em. 5 chị em. 5 chị em. Vậy là mấy trai mấy gái? 4 gái. Có 4. Mình Bin là trai. Có mình Bin là trai thôi. Nhưng mà ngày hôm nay xuống đây thì chỉ có mình Ti với lại Bin thôi, còn mấy người con kia ở bên nội. Ở bên nội, ở với cha ha? Cha nó không ở đó nhưng mà nó ở bên nội. Cha dạ. Nó có vợ khác. Có vợ khác rồi. Anh với chị là ở có 5 người con, vậy thì chia tay lâu chưa? Chia tay 12 năm. 12 năm. Chia tay là vì không hợp nhau hay sao chị ha? Em hỏi đi xíu. Thì không hợp nhau thì chia tay thôi. Dạ. 12 năm rồi. Chị vẫn sống vậy là để nuôi các con của mình. Hằng ngày thì chị làm cái công việc gì ha? Hằng ngày thì tôi nội trợ, bắt ốc, bắt hến, đồ thêm, phụ Bin. Bin này lúc trước thì nó chưa đi chân dịch, nó cũng đi lụm dây chai, đồ phụ. Thì ngày có nhiêu ăn nhiêu vậy đó. Bắt ốc, bắt hến thêm. Bắt ốc, bắt hến ngày bán được nhiêu tiền ta? Cũng tùy lúc, mà có lúc cũng nhiều, có lúc cũng ít. Cũng đâu biết được. Hiện nay mình còn làm không? Làm công việc đó không? Cũng còn, có lúc mà khỏe thì đi, còn lúc nào bị bệnh thì ở nhà không có đi. À, bệnh thì ở nhà ha. Chị bệnh gì nữa? Thì nhiều khi là cũng có tuổi rồi, nó cũng nói chung cũng cảm, thì giò cẳng nó cũng đau nhất rồi đó ở nhà. Chị biết không, khi mà em chia sẻ đoạn clip của Bin á, một cậu bé chăn dịch đó, ăn ở trong cái túi, cái bọc nhựa, mọi người rất là thương Bin và muốn em tìm hiểu là cái cuộc sống của Bin cũng như là mẹ của Bin như thế nào. Và trên cộng đồng mạng thì có rất là nhiều người họ dành tình cảm cho Bin cũng như là sự đặc biệt quan tâm về gia đình của mình. Thì em không biết là chị cho Bin đi chăn dịch bao lâu rồi? Em nghe nói trước đây là chăn bò nữa hay sao? Chăn bò đó là tại vì tôi đi về nuôi bà già rồi, cái lúc đó là để Bin ở ngoài. Đó là nhà của dì hai đó, rồi chăn phụ dưỡng hai nó thôi. Rồi sau này tôi mới lên tôi rước về, ổn định, bà già ổn định, tôi mới rước nó về đây. Dạ. Các hai Ti với lại Bin, Bin thì nghỉ học rồi, còn Ti thì sao? Cũng nghỉ luôn mà. Nghỉ từ lớp mấy? Ti mới học lớp 1 à. Lúc đó dưới Đồng Nai á. Rồi Bin biết chữ không? Cũng biết hơi hơi đó. Cũng đọc được. Dạ. Người ta lại nói như thế này nè. Vì sao chị làm nuôi các bé không nổi hay sao mà phải cho Bin đi chăn dịch, thấy tội quá. Tại vì cái tuổi Bin là tuổi ăn học, tuổi đúng cần rồi. Được sự nuôi dưỡng. Thì chị suy nghĩ như thế nào về ý kiến đó?
thì có ai mà muốn cho con mình nó đi cực khổ gì đâu. Tại vì chẳng qua bây giờ hoàn cảnh nó khó khăn nó cơ, chứ ai mà muốn cho con mình mà đi dân nắng dân nôi gì. Mình đi ra nắng đây mình còn thấy còn đuối nữa chứ đừng nói nó. Cũng xót lắm chứ. Nhưng mà giờ hoàn cảnh khổ rồi thì cũng phải chịu thôi. Bin thì chăn dịch được mấy tháng rồi? Mới hình như chắc bữa nay cũng được tháng hay gì rồi đó. Dự định là thời gian tới chị cứ cho Bin đi chăn dịch đến lớn luôn hay sao? Cũng chưa biết nữa. Bây giờ thời gian mới biết là tới đâu đâu hay tới đó chứ cũng chẳng biết nó được bao lâu nữa. Ai biết nhiều khi có cái cơ may nào làm chuyện khác nữa sao biết được. Đúng không? Mình còn chưa biết mình ngày mai mình sẽ làm gì nữa. Đúng rồi. Rồi Bin nó về có than với chị không? Không. Nó hiền lắm, nó dễ chịu lắm. Ngày Bin mà ngày chị đưa Bin đi chăn dịch thì Bin có nói cái gì không? Không, tại vì Bin xin đi. Bin xin đi hả? Khi mà lúc trước là hai mẹ con á đi vô đồng là như là đi bắt ốc bắt hến rồi đi lụm củi về chậm rồi cái đầu thấy trứng rồi đi lụm trứng. Rồi cái nó lụm được mấy bữa vậy cái thằng này nó mới kêu đi chăn dịch với chú đi. Cái mà nó năn nỉ xin mấy ngày mới cho nó đi đó. Nó nói có chắc không ạ? Đi mà lỡ đâu bắt tử đồi về rồi ta không biết đường nên người ta đưa về nữa. Cái nó nói chắc con đi được. Tháng rồi thì Bin đưa chị được bao nhiêu tiền? Chưa có lãnh lương lần nào. Chủ dịch trả được bao nhiêu tiền? Chủ dịch thì một tháng là 3 triệu nhưng mà chưa có được tháng nào đâu. Chưa có tròn tháng đúng không? Đúng rồi. Ừ. Tại vì em muốn hiểu cái cảm giác là khi mà chị cầm đồng tiền từ đứa con rất là nhỏ của mình giao cho mẹ của mình để hỗ trợ thì không biết cái cảm xúc của chị như thế nào ta? Nói chung là đồng tiền đó là đồng tiền của con mà nó cực khổ làm sao mà mình đâu có xài cái gì tầm bậy tầm bạ được. Xài cái chuyện chính đáng thôi chứ mình cũng vậy. Tôi cũng vậy, tôi đó giờ tôi cũng không có xài bậy bạ, cũng không có ăn chơi cờ bạc gì chứ. Cứ hà tiện hà tặng mấy mẹ con ở nhà, Bin nó đi chứ ở nhà tôi với con này. Tối ngày cứ ở nhà có trứng, cá khô thì ăn gì thôi à. Chứ cũng không mua đồ ăn nữa. Rau thì tôi tự tôi trồng ăn à. Tôi cũng không phải mua tốn tiền rau gì chứ. Đó, rồi gạo thì nhiều khi người này cho, người kia cho ăn. Chỉ có lo có tiền thì mua tả, mua này kia cho ông anh. Ông bệnh á. Rồi mua thuốc rồi cho ông uống, như là mua thuốc uống trong nhà là để dành uống thôi. Gia vị đồ này kia thôi à, chứ không có tốn tiền gì đó. Em nghe nói là gia đình mình ở trọ. Đúng rồi. Mỗi tháng bao nhiêu tiền? Tháng tiền nhà thì 800. Năm rồi thì có 600 mà năm nay lên giá 800. Điện nước nó hơn 1 triệu tháng thôi. Mình ở được bao năm rồi? Ở từ năm ngoái tới năm nay. 2 năm. Trước đây thì mình với ông xã của mình có nhà không? Không, ở chung làm dâu cho ngoại. À, làm dâu bên nội của Bin. Quê chồng mình ở đâu chị? Cà Mau. Ở Cà Mau à? Vậy là cuộc sống của mình trước đây là mình sống ở Cà Mau luôn. Rồi sau đó thì 12 năm rồi mình mới trở về lại đây. Đúng rồi. Chồng xong rồi đi buôn ba ở Đồng Nai xong rồi cũng mới quay về đây. Lúc bà già bệnh nặng rồi mới về. Còn rồi giờ bà già bà mắc rồi. Giờ rồi bắt đầu mới mướn nhà ở đó. Ti thì bắt ốc với chị hả? Lúc Bin ở nhà thì lúc Bin chưa đi chân dịch thì hai mẹ con đi thì Ti ở nhà. Bây giờ Bin đi chân dịch thì đi với Ti. Đứa con gái thì phải dầm mình ở dưới nước kiếm tiền. Đứa con trai thì phải dân nắng kiếm tiền. Đâu có ai mà muốn được. Ai cũng phải muốn cho mình con mình sung sướng chứ đâu có ai muốn cho con mình cực khổ. Tối á mình lại ngủ ở trong nhà. Cái này là em chia sẻ theo cái tâm tư góc độ của những người khách quan thôi và muốn tìm hiểu thật cái cuộc sống của mình. Tối thì gia đình mình ngủ ở trong nhà, Bin thì phải ngủ giữa đồng, mình thì có chăn có nệm, còn Bin thì phải ngủ ở trên cái chiếc chiếu rồi màn trời chiếu đất mà thật sự á. Là ngủ ở đó không có cái miếng bạc gì để mà dừng lên để chắn cái xương hết á. Thì chị có bao giờ chị cảm tưởng nghĩ đến cái hình ảnh đó chưa? Có chứ. Tại vì tôi cũng từng đi làm mướn làm thuê tôi cũng biết. Thì cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao giờ.
mình cũng đâu có làm gì được đâu. Đâu có ai mà muốn được cái chuyện mà con mình nó cực khổ đâu. Đâu có ai muốn. Ai cũng muốn cho con mình nó sung sướng. Tuổi thơ mà. Có nhiều tuổi thơ đâu. Kể cả mình cũng vậy. Mình cũng muốn mình cho nó thoải mái, nhưng mà mình đâu có thoải mái được. Mình nghèo khổ thì làm sao mà thoải mái được. Cũng phải đi kiếm cái mưu sinh chứ. Bin, ngày hôm nay thì mẹ con xuống đây thăm con. Con mừng không? Mừng sao nói chú nghe với. Mừng sao nói chú nghe với. Gặp mẹ. Gặp mẹ. Có nói gì với mẹ chưa? Hồi sáng giờ mẹ có mua gì cho ăn không? Có, mua cho bánh bao với bánh. Mẹ mua bánh bao với bánh hả? Dạ. Ăn chưa? Dạ chưa. Trưa nay mình ăn gì? Ăn cơm. Cơm này là ai đem? Mẹ chủ. Đem hay là chủ? Chủ đem. Bữa nay có cái cảm ơn rồi nè. Đâu nay ăn cơm gì mở ra cho chú xem với. Có cơm ở nhà dạ. Có cảm ơn. À, hết dịch. Ở dưới kia là gì? Ở dưới kia là... Dở lên nè, dở cái tầng thứ hai coi. Cơm á. Đồ ăn cũng nhiều ghê ha. Cơm, còn cái tầng này nè. Cũng cơm luôn. Con ăn cơm nhiều hả Bin ha? À, cái này con chưa ăn hết. Cái này con, một mình con là ăn cái này là một buổi thôi hay là sáng chiều? Sáng chiều. Hai buổi ha? Dạ. Thưa với cô bác của anh chị á, tại vì chủ dịch thì cũng rất là thương Bin, nên là nữ là chủ nhà ăn gì thì Bin cũng sẽ dùng món đó. Tuy nhiên á là buổi sáng á thì chủ nhà mua cho Bin cái bánh canh á ở trong cái túi ni lông, vì người ta đưa vậy nên chủ nhà đưa vậy luôn. Có nhiều cô bác của anh chị là nói bùi hồ là mua cho Bin một cái cảm ơn hoặc là một cái tô nhựa gì đó để mà Bin có thể đựng vô ăn một cách nó ngon lành hơn. Tuy nhiên thì cuộc sống hoàn cảnh khó khăn thì bây giờ con có muốn chú hộ nói mẹ mua đi một cái cảm ơn hay là một cái tô gì cho con không? Không. Không hả? Sao vậy? Có đó đem qua nó không chịu. Không chịu hả? Sao không chịu Bin? Sợ đấy rồi con cũng bỏ quên. Bin nói chú nghe ai, sao không chịu? Con gì? Con cũng để quên rồi, quên đem về á. Vậy hả? Con biết không? Khi mà thấy ba mẹ đến thăm á, cái giây phút mà buồn nhất á là lúc ba mẹ đi về bỏ mình ở lại mình hơn. Thì hồi lúc những lần mẹ xuống thăm con á, rồi mẹ về con có khóc không? Sao không khóc? Con thấy cũng bình thường. Sao bình thường được? Em hỏi Bin á, là con ước mơ gì không? Bin nói là con cũng không biết ước mơ gì hết á. Con có muốn làm công việc khác không Bin? Dạ. Sao vậy? Bây giờ người ta đưa con về thành phố, xa mẹ con hơn tí xíu, làm cái công việc khác khỏi cần chăn dạch nữa, nhiều tiền hơn, con chịu không? Ừ. Dạ. Sao không chịu? Ở trong mát. Xa hơn. Thì xa hơn thì lâu lâu mẹ con cũng lên thăm lần. À. Sao? Không muốn xa. Không muốn xa mẹ hả? Trời ơi, gặp cái gương rồi trời. Cho chú hỏi tí xíu ha. Đó giờ mới đi xa mẹ lần đầu. Mới đi xa mẹ lần đầu. Con cầm cái này giùm chú, con cầm thôi. À, Ti ơi, con năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 12 tuổi. Con 12 tuổi. Hàng ngày con làm cái công việc gì để phụ mẹ? Đi bắt ốc với bắt hến với lại giặt đồ giống như làm việc nhà. À, con giặt đồ được luôn? Được. Nấu cơm được không? Được. Rồi rửa chén được không? Lau nhà được không? Được luôn. Được luôn, làm được hết mọi chuyện luôn. Dạ. Thì ngày con bắt ốc con bán được nhiêu tiền? Giống như là bữa thì ít, bữa thì nhiều. À, bắt ốc thì con phải bắt từ mấy giờ đến mấy giờ? Thì sáng đi xong rồi trưa về. Sáng là mấy giờ con đi? Thì khoảng là 8-9 giờ. À còn trưa? Trưa thì giống như là 12 hoặc là 1 giờ. Vậy thì khi mà con đi bắt ốc như vậy á, thì con đói thì sao ta? Đói thì uống nước cho nó đỡ đói rồi về ăn. Chứ không có đem cơm theo ăn hả? Có, nhưng mà khi nào hết cơm rồi thì trưa cái rồi về ăn. Ừ, là con với mẹ người cái thao lội đi vô đồng bắt ốc. Không, mẹ với con là chung một chỗ, bỏ chung một cái thao. Ừ. Ốc bán bao nhiêu tiền một ký ta? 15. 15 ngàn ký. Ngày thì con với mẹ, hai mẹ con là bà được bao nhiêu tiền? Bao nhiêu ký? Lúc thì
4-5 kg, lúc thì ít thì có 2-3 kg à. Ừ, 5 kg thì bán được bao nhiêu tiền? 5 kg thì con không biết nữa. Được khoảng 75 ngàn. Dạ. Đó là nhiều nhất chưa? Dạ rồi. Còn bữa nào không có là được mấy ký? 2-3 kg. 2-3 kg. Người ta con gái á, là người ta sợ đen lắm. Người ta lớn lên người ta sợ đen lắm. Mà mình mò bắt ốc gì ở giữa đồng rồi mình phải trầm mình ở dưới nước nữa thì con có ngại không? Không. Vì sao? Bắt ốc phụ mẹ. Bắt ốc phụ mẹ. Người ta đi ra ngoài đường nè, tới ngày lễ người ta đi chơi, còn con thì phải vô đồng con kiếm ốc. Mà đi đoạn đường xa lắm mới có ốc chứ đâu phải là đi gần đâu, đúng không? Dạ. Rồi có bao giờ con cảm thấy buồn cho cái số phận của mình khi mình khổ không? Không. Vì sao con lại khóc vậy Ti? Hả? Vì sao con khóc nói chú nghe? Con khóc gì điều gì nói chú nghe? Cô bác của anh chị thấy Ti khóc rồi không? Ti khóc thì mẹ của Ti cũng khóc theo luôn nè. Mà sao thấy con mình khóc mà mình lại khóc theo rồi? Cô bác của anh chị biết không? Vừa làm con cầm đi Ti. Chị Thí á, vừa làm vợ mà vừa làm chồng, gánh vác cái công việc mưu sinh, rồi đảm đang cái công việc việc nhà, thậm chí là giáo dục con cái, thì phải tỏ vẻ ra là một người cứng rắn để cho các con của mình là thấy mình là một trụ cột. Tuy nhiên trong sâu thẳm tâm hồn á thì chị vẫn chất chứa một cái nỗi đau, nỗi buồn gì đó mà chỉ có chị và những người thành viên trong gia đình mới hiểu thôi. Sao con khóc con nói chú được không? Con có ước muốn gì không? Không. Sao không có ước muốn? Có ước muốn mình giàu lên không? Không. Sao vậy? Con ước muốn mình có tiền, mình khỏi đi bắt ốc nữa, mình được đi học. Được không? Không, đi học không có vui. Đúng vậy. Đi học không vui. Đi học không vui, vậy chứ đi đâu vui? Đi mò hến bắt ốc mà vui. Sao mò hến bắt ốc ở trong đồng có ai đâu mà vui? Nói chuyện mới vui được. Nói chuyện với ai vui? Mẹ. Nói chuyện với mẹ vui. Cái kỷ niệm nào mà bắt ốc mà cực khổ nhất mà con nhớ nhất về với mẹ của mình? Chú không biết là những khi trời lạnh á thì con trầm mình xuống nước, con sợ lạnh không? Có, nhưng mà con lạnh thì con đi lên bờ. Lạnh thì con đi lên bờ. Con sợ lạnh đúng không? Con với mẹ bắt ốc được bao nhiêu năm rồi? Từ lúc ở dưới dựng hai lên. Là bao nhiêu năm mà chị thấy? Mới năm mấy nay năm rồi. Một năm mấy nay rồi. Trời ơi trời. Ba hai đứa con thì một đứa thì chăn dịch, đứa thì đi bắt ốc. Ở cuộc sống thì đắp đổi qua ngày thôi. Áo lạnh cũng chưa có mặt nữa, nói chi là cái chuyện mà ước mơ xa xôi đối với những đứa trẻ mà nó chưa từng nghĩ đến ước mơ rằng nó sẽ biết làm gì ở sắp tới. Nếu như mà tuổi của con của các cô bác anh chị thì tuổi này là tuổi ăn học nè, tuổi cần sự giáo dục cho trưởng thành hơn. Thì các bé bây giờ phải thay mẹ mưu sinh rồi. Mà không được cái là bé thì học lớp 1, Bin thì học lớp 2 thôi. Nhưng mà ngoan lắm, nói chuyện nghe ngoan lắm. Ước mơ sau này là giàu lên có tiền nuôi mẹ không? Hay là ước mơ bắt ốc hoài luôn? Bắt ốc hoài luôn. Vì sao? Vui. Nuôi mẹ hả? Vui. Vui hả? Rồi, chú cảm ơn con nha, đừng khóc nữa nha. Ngày nay là chị đi xuống thăm con mình á, mình đem được bao nhiêu tiền? Hỏi nhỏ tí xíu. Còn trăm mấy thì đủ xăng với lại mua đồ lặt vặt cho mấy mẹ con chưa ăn cho vui. Trăm mấy thôi. Mua trái cây rồi xuống cho con mình ăn hả? Mua bánh, mua nước rồi này kia đó. Để mấy mẹ con ăn nói chuyện cho vui. Rồi thăm giờ, bây giờ thăm thì mấy giờ mới về? Tới chiều tối mới về.
Ngồi ở đây tới chiều tối mới về hả? Cứ ngồi chơi với con vậy đó. Vì sao mình không về sớm? Thì lâu lâu mới qua một bữa chứ đâu có qua liền liền được đâu. Ở nhà còn phải lưu bu nhiệt việc nhà nữa. Em muốn hỏi chị Thúy là mình có ước muốn gì không ta? Cũng ước muốn, cũng có ước muốn. Điều ước muốn của mình là kiểu như muốn có một cái, cũng ước có một cái nhà để mình ở, đừng phải mướn tiền nhà tiền bổng rồi này kia đó. Đỡ phải lo hàng tháng thì nó đỡ khổ hơn. Ở trên mình có cái nền nào không? Không có đất luôn hả? Không, ngày xưa là nhà nước ta cấp cho bà già đó, nhưng mà bà già bà không có lấy. Cấp cho mẹ. Nhưng mà mẹ sợ sai nhà thờ đó, mẹ không có lấy. Chị đạo công giáo hả? Đúng rồi. Rồi bà không có lấy, bà không có lấy. Xong rồi giờ mình về không có nhà ở. Em không biết là khi đấy hình ảnh con của mình khóc á, thì chị lại suy nghĩ điều gì mà chị lại khóc? Thì mẹ con cũng giống nhau mà. Mẹ con cũng giống nhau là sao? Thì cũng nhẹ dạ, cũng xúc động giống nhau vậy đó. Con mình là nấm ruột của mình mà, đâu có bỏ được. Chị thì không có làm cái công việc gì khác hơn ngoài bà là mò cua với bắt ốc. Thì Bin thì đi chăn vịt đó. Thì cuộc sống nó lam lũ suốt vậy đó. Gắn liền với cánh đồng. Tuy nhiên thời điểm bây giờ là thời điểm khô hạn đó cô bác anh chị. Thành thử là việc bắt ốc nó cũng khó khăn hơn đúng không chị? Đúng không? Những cái cánh đồng khô hạn. Nhiều khi ta bơm nước lên nó đầy nhóc cũng không bắt được. Mùa mưa cũng không bắt được. Chỉ bắt bằng tay thôi. Chứ đâu có kéo lưới gì đúng không? Bắt tay thôi. Ốc đắng đúng không? Đúng rồi, ốc đắng. Rồi hến, rồi dẹm. Hến là bao nhiêu tiền một ký? Bán được 20.000 ký. Như vậy là cô bác của anh chị sẽ hiểu thêm một phần nào đó cuộc sống của Bin cùng với lại người em và mẹ của mình. Bin á thì chăn vịt, gửi tiền về để mà phụ tiếp tiền trọ cũng như là tiền sinh hoạt hàng ngày cho mẹ và em của mình. Còn chị Thúy á thì phải mò cua bắt ốc cùng với đứa con gái út của mình. Cuộc sống gia đình á thì mỗi người mỗi khác, cha mẹ cũng gian dở rồi, con cái thì bây giờ thiếu học, phải mưu sinh từ lúc nhỏ. Hình ảnh đó thì cô bác với chị biết là gia đình đã gơ vào cùng cực thì bây giờ lại càng lận đận hơn. Khi mà tương lai của các bé thời điểm sau này sẽ cực kỳ mù mịt, khi mà những cánh đồng không còn trù phú như ngày trước nữa, không còn nhiều cá tôm giống như ngày trước nữa, và cuộc sống lại càng khổ cực hơn khi mà các bé không có việc học thức để mà thay đổi được tương lai của mình. Mình nhìn thấy một cái bức tranh với lại cái một màu u tối trùm lên cho cả gia đình. Và việc hiện nay á, ước muốn của chị Thí duy nhất á, là có một cái ngôi nhà để mà ổn định cho các con mình ở, để không phải tốn tiền cái chi phí để mà đóng tiền hàng tháng. Vì đối với gia đình này á, 800.000 thêm tiền điện nước là 1 triệu đồng là một điều gì đó rất khó khăn. Nó chiếm 1/3 cái số tiền mà Bin phải thức từ 3 giờ khuya cho đến 5 giờ chiều để chăn vịt. Và nó chiếm luôn một phần nào đó của cái ăn uống đó. Nó không xoay sở đủ. Lỡ như mà có bệnh hoạn, một trong ba thành viên có bệnh hoạn thì tiền đâu, xoay sở là một vấn đề lớn. Và ngày hôm nay á, đến đây gặp tại khu vực mà chị Thí thăm Bin, Bùi Hồ sẽ cố gắng lên nhà tìm hiểu thêm một lần nữa, cũng như là quay về cái cuộc sống của chị Thí và em của Bin bắt ốc để cho cô bác quý anh chị biết luôn. Có mặt ở đây, tại đây thì cũng chị cũng xuống nè, cũng có một cái chiếc xe gắn máy. Thì Bùi Hồ sẽ thay mặt cho chị Mỹ Linh ở Mỹ hỗ trợ cho gia đình là 1.247.000, tương ứng với lại là 50 đô. Chị chuyển khoản cho em bây giờ là em gửi cho chị ha. Gửi trước phần này, chị đi mua đồ ăn ngon ngon gì cho Bin, mua trái cây gì đi cho ăn bồi dưỡng vô đi, cho em thấy gầy quá. Ngày mai mốt em sẽ lên thăm nữa. Em cũng cảm ơn mấy chú này, với cảm ơn các mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình em. Em rất là cảm ơn. Nếu như mà lên nhà mình cuộc sống thực tế là như vậy thì mạnh thường quân sẽ không bao giờ bỏ mình. Trước đây thì khi mà Bùi Hồ đăng đoạn clip về Bin á, thì cô bác của anh chị sẽ tự đặt dấu hỏi rất lớn nha.
mẹ của bé đâu mà tại sao phải đẩy bé vào giữa đồng như vậy? Mẹ của bé đâu mà tại sao cho bé sống cái cảnh như vậy? Thì ngày hôm nay gặp được chị Thí thì cô bác của chị đã hiểu được cái câu trả lời rồi đúng không? Không chỉ mình Bin cực khổ mà mẹ và đứa em cũng vất vả không kém, khi mà phải trầm mình, phụ nữ mà trầm mình xuống nước kiếm tiền thì cũng gây ra nhiều cái bệnh hoạn lắm, đặc biệt là cái tuổi trẻ đó. Nên thành thử là mong cô bác anh chị sẽ mang đoạn clip này á, cô bác anh chị có thể chia sẻ được nhiều hơn, để mà khi mà được mọi người chung tay để mà gia đình này bớt khổ, ít ra thì Bin có thể học một cái nghề nào khác, nghề tóc chẳng hạn đó, để thay đổi được cái số phận. Không thể nào đi học được nữa, không thể nào đi đến trường học cái con chữ được nữa, nhưng mà em có thể học cái nghề để tự nuôi sống cho bản thân của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô bác quý anh chị ở những video clip sau ha. Chị có muốn nói lời nào với Mạnh Thường Quân không? Thì em cũng rất cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho gia đình em đặng vượt qua cái khó khăn. Em rất chân thành cảm ơn, chứ em cũng không biết nói gì. Cho em mượn cái mic. Con có nói là nào đó cô chú ông với lại dì Linh không? Con cảm ơn tất cả cô chú đã giúp mẹ con rất nhiều. Đi con muốn nói là nào không? Con không biết nói gì, tại vì tụi các bé cái tuổi còn nhỏ rồi, không có đi được đi học nhiều, không có tiếp xúc nhiều á, nên công từ cũng hạn chế, nên mong cô bác quý anh chị sẽ thông cảm và thương các bé ha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác quý anh chị ở video clip sau. Chân thành cảm ơn chị Linh ở Mỹ cũng đã đồng hành với Bùi Hồ, cũng như là tất cả các Mạnh Thường Quân, và Bùi Hồ hứa là sẽ quay về cái cuộc sống thật của mẹ con của chị Thí Bắc Ốc ở một cái địa điểm cách đây hơn 15 cây số. Xin chào và hẹn gặp lại.